Cái này cái gimbal nha các bạn. Cái này mình thấy cái đế cũng đẹp nè. Bự hơn con chân cái nha. Cái này chồng đứng đứng lại. Mới xé được bộ tàn sơ sơ các bạn ơi. Các bạn về chỉnh lại. Chung cái này người ta cũng uống hàng chợ chơi giải trí nhưng mà nhìn nó cũng có cái phong. Cành nhánh nó cũng được. Bự hơn con chân cái một chút á. Chắc khoảng 18 19 gì. Kiều quýt nha bạn. Này mấy ông số cây nhỏ nhỏ. Kể anh em là cứ mua được chơi. Xin quýt nha bạn.